Ngày 17 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Mèo Vạc tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, trên địa bàn huyện Mèo Vạc đang quản lý và cách ly 31 người đi lao động tại Trung Quốc trở về địa phương. Ngoài làm tốt công tác rà soát, quản lý các công dân đi lao động trở về địa phương, từ huyện Mèo Vạc cũng làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, bố trí khu vực cách ly, đồng thời lập 4 chốt kiểm dịch tại các xã biên giới và thành lập các tổ đội tăng cường công tác tuần tra kiểm soát lưu động tại các đường mòn lối mở trên tuyến biên giới. Thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp huyện Mèo Vạc tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền cách phòng tránh dịch bệnh COVID-19 đến người dân. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu cần quan tâm. Đồng thời, các xã cũng đẩy mạnh phòng chống các dịch bệnh cúm gia cầm, sâu keo mùa thu, tăng cường hơn nữa công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu. Khi phát hiện những công dân đến từ vùng dịch, cần đưa ngay đến nơi cách ly để theo dõi sức khỏe. Đối với các đối tượng trong diện cách ly không chấp hành, cố ý chống đối, thì ngành chức năng cần có biện pháp xử lý nghiêm, quyết liệt để công tác phòng chống dịch bệnh được hiệu quả.